Và tiếp theo xì kẹp tùm lum lại hết trơn à, phải kẹp mới được vì nó rộng quá. Đầm này là size 12 ha. Mình vải muslin rất là đẹp. À, salot các bạn, salot bơ tít. Thành ra đây đúng là đầm dành cho các chị em Việt Nam mình nè, vì nó là bơ tít. Mình vải muslin ở bên trong có lớp lót, phần này là có thun cho nên các chị em mặc kéo phùng phùng lên nó sẽ đẹp như vậy nè. Salot ha, bụng to mặc là thoải mái vô cùng luôn nè. Sisi phải kẹp cái vai lại nè, rồi kẹp ở đằng sau lại nữa vì nó rất là rộng. Bụng to là tự tin mà mặc cái đầm này nha các bạn, thấy rẻ tiền quá. Rồi cái mình vải muslin mát đẹp, mua luôn. PC thường nói với các bạn mà size lót nó phải rẻ, nó phải đẹp, nó phải tiện lợi CC mới mua. Như cái đầm này rất rẻ, và cái CC thích là nó ăn gian được cái bụng to, vì rất là nhiều các chị em bị cái bụng to, cái mô mỡ cứng thì bắt buộc các bạn phải mặc những cái dạng đầm như vậy. Ở dưới nó xếp ly, nó xòe như vậy thì đó mới cover được cái bụng của các bạn, tự tin mà ngồi xuống ăn luôn. Với một cái mình vải như vậy mát mẻ đi tất cả các nơi, tay dài nữa nè, cái cổ nó không có sâu đâu ha, kéo lên mặt đàng hoàng lên đẹp lắm. Các bạn mặc những cái này rồi các bạn sẽ cảm thấy thích, và các bạn sẽ nghĩ là trời đất ơi, bao lâu nay mình không mặc, cứ quần tây mặc hoài. Mặc đi rồi các bạn sẽ cảm thấy thoải mái, đẹp quá. Những cái size lớn mà mua được bơ tít không phải là dễ mua, tại vì các bạn biết Mỹ mà cũng nhiều người họ thấp lắm chứ đâu phải ai cũng cao đâu. Người thấp thiếu gì, không phải mình người Việt Nam mình mới thấp đâu nha các bạn, không có đâu, người Mỹ họ thấp lắm, nhiều lắm chứ không phải ít. Ai cũng nghĩ là người Mỹ là to cao đúng không, có thiếu gì, nhưng mà người thấp cũng không ít, nhiều lắm. Đầm này mặc là thật thoải mái, thật là thích cho các chị nào size lớn, rẻ tiền không tới 2 bữa ăn sáng của các bạn, quá sức rẻ mà đẹp nữa. Mình vải thật là thích luôn nha các bạn, màu sắc đẹp nữa. Này là xếp ly đó các bạn, xếp ly hết. Đầm này bụng bạn nào to là mặc là mê lắm mà, trẻ trung đẹp, đẹp lắm đó. Và tiếp theo đây, đầm này thun lạnh size 12 đó các bạn. Nếu các bạn nhìn thấy CC mặc như vậy, các bạn nghĩ ủa sao size 12 mà CC mặc vừa quá, nhưng mà không có vừa, cái vai nó tuột tuốt ở dưới đây lận nè. Các bạn mặc đúng size 12 nó phải lên như vậy, đây mới là cái vai nha, chứ không phải là tuột tuốt xuống như đây nha nè. Đó, size 12 các chị em mặc nó sẽ là như vậy. Đầm này các chị em nào size medium mặc được, nhưng mà đúng là size 12 nha các bạn. Mình vải thun lạnh có độ co giãn, ăn gian size được. Và đây là cái phần eo nó to tới như vậy, ngực to như vậy, vai tới như vậy. Thành ra các bạn đừng nhìn thấy CC mặc mà tưởng là mặc được, không được. Size 12, các chị em nào size medium, size 10, size 12 mặc được. Mình vải thun lạnh, mát lạnh luôn, thiệt là thích luôn, rẻ tiền. Tuyệt vời lắm, đầm này là không có một điểm nào chê luôn đó các bạn. Nó tự động đổ hết cho các bạn rồi, thật đẹp. Xuất sắc đó. Và tiếp theo đây, trời ơi cái đầm xuất sắc, không còn một điểm nào có thể chê cái đầm này được các bạn. Đây là mình vải KT, KT thôi, không có KT xô, KT. Có thun, cổ sơ mi. Phần ở dưới, ngay đây nè, là họ đảm. Cắt vải xéo, xòe, dạng 8 mảnh, xòe hết cổ luôn. Nè các bạn nhìn xin quay. Đó là các bạn biết rồi.
nhẹ như tân luôn, thiệt là thích luôn. Các bạn muốn mặc như vậy cũng được, các bạn muốn thắt cái beo vào cũng đẹp. Đầm này xà lốt lận, cho nên các chị em xà lốt mặc đẹp lắm. Ai xà lốt nghe lời CC mua đầm này đi, CC bảo đảm là các bạn mặc đẹp, vì những kiểu đầm này đẹp lắm, sang vô cùng luôn, chứ không phải là đẹp bình thường nữa đó, mà rẻ tiền. Ăn tiền là ở cái phần này nè các bạn, phần xòe ở dưới nè, ăn tiền là cái phần này nè. Rồi làm một cái áo đầm sơ mi, mặc không như vậy thì nhìn nó thường, các bạn đi tất cả các nơi được. Còn chỉ cần các bạn thắt cái beo, thì để CC nói về cái beo này. Cái beo này CC mua để CC xài. Cái này là size small medium, nhưng mà về CC cắt mạt rồi. Tại vì CC nghĩ rằng là ok, small medium là mình thắt được, nhưng mà không được, nó quá sức rộng. Cho nên các chị em size medium bụng to, hoặc là các chị em size lót, thì các chị em mới thắt được cái beo này. Beo này là Tommy Hilfiger, mới vừa ra 2 tuần hết sạch luôn. Cô bạn CC nói không nghĩ là người ta mua cái beo này nhiều như vậy. Cái beo này các bạn thắt quần tây được, đầm được, hai cái cọng dây xích nè, nó phải nằm ngay eo thì nó mới đúng. Cho nên small medium nó không được, nó phải như vậy nữa nè đó. Thành ra CC nghĩ các chị em size lót mua cái beo này, các chị em thắt với cái áo đầm này luôn đó, thí dụ như vậy đi, thí dụ nha. Nhưng mà cái dây xích nó phải nằm ở bên hông, tuyết đẹp luôn, mê ly không các bạn đó. Cái dây beo này phải đúng size lót hoặc là medium mà các bạn bụng to mới được, là tại vì nó là như vậy. Thắt cho quần tây, thắt cho đầm ôm, thắt cho những cái áo đầm như vậy. Cái này nó phải nằm ngay eo nha, hai bên đó. Áo đầm tuyết đẹp mê luôn đó, trời ơi không còn gì bằng, không có size si, có mua liền, không sale cũng mua, đẹp không ạ? Xuất sắc luôn, mặc mát mẻ thoải mái, hút mồ hôi, dễ mặc dễ giặt, rẻ tiền, không còn gì nữa đó. Xà lốt nha. Và đây là cái beo small medium nhưng mà rộng lắm, các bạn size medium bụng to hoặc là size lót mới có thể thắt được ha. Và tiếp theo đây, thật là dễ thương đúng không ạ? Đầm này là size medium, mình vải tôn. Cách đây mấy ngày có review đầm này, nhưng mà nó là cái màu kia kìa. Đó, CC đã bán 2 cái luôn, có 2 cái small medium bán hết rồi ha. Thì bây giờ có thêm một cái màu xanh size medium. Cần các chị em nào có cái bụng to thì các bạn mặc sẽ rất đẹp cái đầm này. Mình vải tôn, mát lạnh, rẻ tiền, dễ giặt, dễ mặc. Nhưng đầm này phải ủi nha, vì nó là mình vải tôn. Thật là tuyệt vời đó, đẹp ha, mặc vào người thoải mái lắm các bạn, thích lắm. Chị gì đó ơi, chị mua một cái đầm này size medium rồi, cái đầm này với cái đầm đó nó cùng với nhau, nó chỉ khác cái màu thôi. Chị có muốn mua thêm cái này cho nó đủ cặp không? Hàng của chị vẫn còn đây, chưa gửi. Thật là đẹp đó, size medium ha. Và tiếp theo đây, thật là đẹp với những cái mình vải xô cho mùa hè. Đây là những thương hiệu thời trang của Mỹ nhưng bán rất là đắt, rất là hot, không có bao giờ on sale, ngoại trừ ngày lễ on sale vài đô la. Đây là mình vải, nó giống giống như là vải kate xô vậy đó, không có độ co giãn cho nên không ăn gian size được. Nhưng vì cái đầm này, cái phần này nó là thun,
Cho nên các bạn ăn gian sai, ở cái phần bụng thì được, cái ngực thì không được. CC mặc áo đầm này nói chung là nó vừa khít như là may. Nhưng mà với CC đó, muốn cái ngực nó phải rộng hơn một chút. Cho nên chị em nào mà size small mà cái ngực nhỏ hơn 8 hay 8 thì các chị em mặc cái đầm này là tuyệt đẹp luôn, đẹp như là mây luôn, nó rất là vừa từ cái vai, cái cổ, cái ngực, cái eo, đầy đủ hết, thật là đẹp, màu sắc đẹp nữa. Đầm này CC mua tới 3 cái, nhưng mà con gái CC tịch thâu một cái medium rồi, bây giờ còn một cái size small và cái này là size lót. Các chị em size lót mua cái đầm này mà bảo đảm là các bạn mặc đẹp nè, các bạn cứ nhìn CC mặc như vậy nè, nhưng mà nó là size lót. Cái này nó che được cái phần bụng, nếu các bạn ngồi ăn là tự tin luôn, ở bên trong có một lớp lót rồi, không sợ mỏng không gì hết ha. Chị em nào ngực dưới 88, 86 thôi là mặc cái đầm này size small là vừa y như mây nha, tuyệt đẹp. Chị em nào size lót thì mua cái áo đầm này. Cái áo đầm này các chị em size medium mà ngực các bạn 100 các bạn vẫn mặc được. Cái đầm này CC sợ là sợ cái ngực thôi, còn từ ở cái phần này trở xuống là không có phải lo lắng gì cả, vì nó có thun, nó xòe, thành ra không có sợ. Sợ là sợ cái ngực thôi nha các bạn. Thành ra chị em nào mà ngực 100 mua cái size lót, chị em nào ngực dưới 88 mua cái size small. Đây là hai cái đầm trên cả tuyệt vời đó, rẻ tiền ha. Và tiếp theo đây, đầm này là mình vải, không phải là vải thun, muslin cũng không phải, vải tôn cũng không phải, chắc có thể là vải xoa hay gì đó. Đầm này size 8 mà CC mặc vừa y à. Thì các bạn nghe CC nói lý do tại sao size 8 mặc vừa là tại vì CC bị cái ngực. Size 8 là medium đó, cho nên cái ngực này với cái áo đầm này là vừa y. Còn những cái kiểu như vậy thì bạn nào cũng mặc vừa cả. Chỉ cần cái cộng thun này nè, nó ôm vào người bạn là bạn mặc được rồi. Cho nên cái đầm này size 8 là cái ngực vừa, nguyên một cái phần ở dưới này thì y như nhau. Đó là lý do CC mặc được size 8. Đây là mình vải, có thể gọi là vải xoa, không có độ co giãn. Thành ra các chị em nào ngực 88 hoặc là dưới 88 một chút mặc được cái đầm này. Bụng các bạn to một chút mặc được cái đầm này. Bụng CC hơi nhỏ cho nên nó cũng hơi rộng một chút đó. Các bạn không cần phải thắt beo, vì các bạn mặc vừa, cái thun này nó ịn vô trong người các bạn như vậy là nó tuyệt đẹp rồi, không cần đâu. Muốn thắt để cho nó nổi cái áo đầm lên thì thắt, còn không muốn thắt cũng rất đẹp. Mình vải xoa gì đó nhưng mà nó mát rưỡi à, mát lắm, là như vậy. Cột dây đó. Size 8 nhưng CC mặc rất vừa nha các bạn. CC nói là rất là vừa ha. Ngực 88 nha các chị em. Trời ơi, cái mình vải thiệt là thích luôn. Cái tay thì săn lên thôi là đẹp rồi. Đầm này CC mặc được nha, rất là được luôn đó. Thật là thoải mái các bạn, thiệt là thích cái đầm này. Mang hai hiu ha. Thật là đẹp cái đầm này, size 8 nha, mà CC mặc vừa nha. Và tiếp theo, đây là thương hiệu Guess, đầm size 6. CC mặc nó hơi rộng một chút, nhưng mà để coi coi, cũng không rộng đâu các bạn, không rộng, nhưng vì CC không có cái mông
cho nên là mặt nó không đẹp. Nếu mà Sisi mặc cái quần độ mông vào thì cái áo đầm này Sisi mặc sẽ rất đẹp, thật là vừa luôn nha, vừa từ cái ngực, cái eo, cái hông, cái bụng. Mà phần này nè các bạn xem, họ đắp lên, họ xếp ly hết cho các bạn. Các bạn tự tin mà đi nhà hàng ngồi ăn với cái áo đầm này, mang giày bút cao ha, trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Không có cái mông, mặt không đẹp. Nếu CC mặc là phải mặc quần độ mông, hoặc là các bạn có cái mông, trời ơi mặc so sexy luôn, đẹp lắm nha các bạn. Hiệu Guess là các bạn biết là so sexy rồi đúng không? Quá tuyệt vời cái đầm này nha. Đẹp quá là đẹp luôn, mê luôn đó các bạn. Tuyệt vời nha các bạn. Thật là vừa luôn á. Các chị em size 6 hoặc là size small, các bạn cao hơn CC một tí tẹo thôi, một phân thôi, thì các bạn mặc còn đẹp hơn CC nữa. Thì cái cổ nó sẽ êm như vậy, một phân một thôi. Cái lưng á, các bạn dài hơn CC một phân thôi là đẹp, vô cùng là đẹp. Hiệu Guess size 6. Và tiếp theo đây, trời ơi, màu sắc đẹp, kiểu dáng rất là đơn giản mà đẹp. Đây mới đúng là cái áo đầm 8 mảnh mà từ ngày xưa tới giờ chị em chúng ta ở Việt Nam bảo đảm là ai cũng có mặc qua. Size 12. Đây là dạng đầm sang, đầm đi ăn tiệc. Họ cắt 8 mảnh cho nên cái phần đổ của nó rất là đẹp. Đây là mình vải ren nha các bạn, ren thun, có tí tẹo thun thôi, ở bên trong là lớp lót thun mỏng, kiểu rất đơn giản. Các chị em size 12 mặc vào là sẽ như vậy, cổ sát ha, đẹp. Cái tay nè, Sisi thích cái tay nè đó, đưa ra gấp đồ ăn các bạn, thật là đẹp nè ha. Đó, ôi duyên vô cùng luôn. Màu sắc đẹp quá, trắng trắng, hồng hồng, xám xám, đẹp quá các bạn ơi. Sang vô cùng là sang cái đầm này ha, mà rẻ tiền nữa. Đeo những cái sâu chuỗi dài hụp hơ, sang lắm các bạn. Đẹp quá là đẹp cái đầm này nè. Size 12 nha, có một cái thôi. Chị em nào nhanh mua được cái đầm này, đầm này cứ treo trong tủ đi. Có tiệc tùng karaoke hoặc là bạn bè mời đi ăn tiệc, hát hò nhảy đầm đó nè. Đó, còn gì bằng nữa các tình yêu. Đó, thật là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, đơn giản mà đẹp. Thật đẹp đầm này nha, một cái duy nhất, rẻ tiền lắm á. Và tiếp theo, đẹp quá các tình yêu ơi. Các bạn nhìn thấy cái màu đẹp mê không? Đây là mình vải muslin. Cái CC đang mặc là size small, cái này là size large. Nhìn cái tay nè, đẹp không? Đó, wow, màu sắc tuyệt vời luôn các bạn. Phải nói là màu sắc quá đẹp luôn. Đây là mình vải muslin ha, size small nè, mà nó rộng rinh như vậy nè. Đây đây, phần ngay eo có thun, phần ở dưới xếp ly, ở bên trong có đầm lót rồi. Cái phần áo ở trên họ cũng lót luôn, size small mà rộng quá với CC. Các chị em mặc đúng là nó sẽ lên như vậy. Cái phần cắt ngang thun phải nằm ở dưới ngực như vậy các bạn. Đầm này dành cho các chị em có cái bụng to, size small nè, rộng rãi thoải mái vô cùng. Size small được các chị em 90 cũng mặc vừa nè,
tại vì nó rộng như vậy, 90 hơn luôn cũng mặc vừa ha. Các chị em size medium đó, không chừng mặc vừa đó, để coi cái nách có bị chật không. Thôi small thôi, small thôi. Chỉ có hai cái thôi nha, một cái small CC đang mặc và cái kia là size lót. Trời ơi cái màu sắc đẹp mê luôn, mát mắt luôn đó nha các bạn. Đầm này mặc đi nhà thờ quá lịch sự, quá là đẹp luôn. Cái tay đẹp ha, thật là đẹp ha, tuyệt vời đó. Cần bạn có cái bụng to nha, bụng to rất cần người có bụng to, bụng nhỏ không mua. Nhỏ mà nhỏ xẹp lép như CC như vậy không mua, hơi to to một chút mua ok, nhưng mà to thì càng tốt. Độ xòe cái váy là các bạn biết đẹp rồi, rẻ tiền ha, hai bữa ăn sáng của các bạn thôi, tuyệt vời. Bỏ vô máy giặt quay treo treo treo, bỏ vô máy sấy sau đó treo lên. Đây là mình vải muslin, không biết có nhăn không nữa, xin không biết đâu. Đẹp, đẹp quá, mát rượi luôn, thích thiết là thích luôn, mê luôn. Và tiếp theo đây cái tình yêu đầm này rất là sang luôn, cái bông họ phối cái màu quá đẹp. Còn cái đầm thì kiểu rất bình thường, chỉ cổ tròn sát nách thôi, cắt ngang eo, dây kéo ở đằng sau. Đầm này size 10 nè các chị em nhìn. Đầm này đẹp là nhờ cái hoa thôi, còn kiểu thì rất đơn giản. Thật là đẹp với cái hoa này. Này không có size nhỏ cho có xin mua về nữa. Cái hoa đẹp quá là đẹp luôn các bạn. Mình vải muslin ha, thật là sang cái đầm này. Bên trong một cái đầm lót nè các bạn nhìn nè, tuyệt vời không? Đầm như vậy mới là đầm, tuyệt vời ha, phải nói là quá đẹp luôn. Size 10 nhưng mà đầm này rộng lắm nha nè, rộng nếu như CC mặc rộng khoảng 15 18 phân luôn. Các bạn mặc đúng nó sẽ là như vậy nè. Cái phần này nó ngay eo ha. Cái vai nó lên như vậy, cổ sát ha. Cho nên là đeo những cái sợi dây như vậy rất là đẹp. Nè, CC phải kẹp hai bên vai lên. Đó. Các bạn mặc đúng nó sẽ là như vậy. Trời ơi, cái màu đẹp mê ly luôn. Cái đầm này đó các bạn, phải nói là rất xuất sắc luôn. Chị em nào size 10 tin CC mua cái đầm này đi, sang lịch sự mà đẹp, quá đẹp luôn các bạn. Đứng ở dưới gió ha, nhờ một chút xíu gió thôi ha, nhẹ nhàng ha, wow tuyệt đẹp. Đi nhà thờ ra đứng chụp một tấm hình ở dưới tháp chuông hoặc là trước cửa nhà thờ, wow tuyệt đẹp luôn các bạn ơi. Sang đầm này là đẹp sang đó, mình vải muslin đẹp quá, rộng lắm ha. Đầm này là không có độ co giãn nha, cho nên bạn nào size 10 mới mặc được. Một lúc ba cây kẹp luôn nè, đó nó là như vậy các bạn, các bạn mặc đúng lên nó sẽ là như vậy. Chiều dài này đỏ vừa tuyệt đẹp, cái đầm này nha các bạn, đẹp lắm luôn đó. Wow size 10 nha, xuất sắc luôn đó, thích quá là đứng nói nhiều thấy khác nha. Và tiếp theo đầm này hôm bữa có ba cái bán hết rồi ha,
Và đây là cái đầm size 2 bơ tít. Sisi mặc vừa như may luôn ha. Hiệu Calvin Klein 109 đô 50% off. Sisi mặc vừa như may luôn nha các bạn. Sisi nói vậy là các bạn hiểu rồi ha. Đây là một lớp lót mình vải thun lạnh, đẹp mê ly luôn. Vừa khích luôn đó các bạn. Thật đẹp ha. Phải nói là quá đẹp cái đầm này. Tự tin mà đi nhà hàng ngồi ăn. Một chút xíu cái điểm nhấn của hiệu Calvin Klein. Đẹp quá là đẹp cái đầm này. Đẹp, sang mà lịch sự. Size 2 bơ tít hiệu Calvin Klein, mình vải thun lạnh. Và tiếp theo đây, đẹp quá đúng không ạ? Cái cổ vuông, thật là vuông, rất đẹp. Đầm này size small. Đây là mình vải thun lưới, bên trong có một lớp lót. Nói chung là họ lót nguyên cao đầm luôn rồi. Bạn nào size small mặc vừa y, Sisi mặc vừa y luôn nha, với cái ngực 88 luôn đó, vừa y nha các bạn, thật là đẹp, đẹp như mây luôn đó, mặc thoải mái, dễ chịu vô cùng, rẻ tiền nữa, rồi y như mây luôn, vừa khích luôn đó các bạn, quá đẹp luôn. Đầm này đi du lịch chúng ta mang theo, cuộn lại nó nhỏ xíu à, mà nó nhẹ nữa. Thiệt là thích cái đầm này các bạn, thiệt là thích luôn. Đẹp quá, đơn giản vô cùng. Mang hai đi, thấp thấp như vậy, đẹp. Mê cái cổ nè, xì thiệt là mê cái cổ luôn. Chị em nào có ngực hãy mua cái đầm này, không có ngực đừng mua. Tại vì cái đầm này nó đẹp là nhờ cái cổ. Thiệt thích luôn, tay lỡ lỡ. Đúng vai nha các bạn, đúng thốt luôn. Đúng như mây luôn á nha các bạn. Wow, thiệt thích luôn đó. Và tiếp theo đây, thật là đẹp cho những chiếc đầm mùa hè. Trời ơi, cái cổ chữ U đẹp, thật là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Cái màu các bạn nhìn các bạn mê luôn đó. Không biết là trong phone mình nó có ra màu đúng hay không. Trời ơi, cái màu mê luôn nha các bạn. Cái CC đang mặc là size small. Cái này là size medium. Các chị em mặc đầm này, các chị em cột một cái áo ấm ấm, mỏng mỏng ngay bụng nếu các chị em cao. Còn các chị em thấp người như CC, cột trên cổ tuyết đẹp luôn. Những dạng đầm này đi du lịch mang giày bata nha các bạn, đẹp lắm luôn. Sisi mê cái đầm này là ở cái tay và cái màu. Còn cái mình này thì đầm nào cũng y như nhau, chẳng khác gì cả. Không có một điểm nào chê luôn. Mà rẻ tiền, đầm cho mùa hè, những thương hiệu thời trang ở Mỹ. Nhưng mà những hãng này nổi tiếng lắm các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Chị em nào bị cái bụng to, mua mỡ cứng là không mua những cái đầm này. Vì những loại đầm này chỉ dành cho các chị em nào da trùng, da nhăn, mặc quần ghen được. Đẹp, quá là đẹp. Sisi mê cái màu với cái tay, Sisi chỉ nói như vậy thôi. Còn y như nhau hết trơn.
không có mặc quần đủ mông, với mông xẹp lép mà ha, mặc vô cái nó phình phình ra nó mới đẹp. Xuất sắc, mê ly luôn. Và tiếp theo, trời ơi, cái năm này đẹp mê luôn. Mà Sisi mặc không được các bạn ơi, mặc không được. Nè, cái vai nè, đầm này là size medium. Chị em nào cái lưng dài hơn CC 2 phân đó thì bạn mặc cái cổ nó đẹp như vậy nè. Kiểu nhìn cái cổ mê không? Oh my god, trời ơi tuyệt vời. Mình vải thun hơi dày một tí, thành ra là nó ôm người các bạn đẹp lắm luôn. Rồi màu sắc đẹp, cái cổ đẹp. Wow, không còn một điểm nào chê cái đầm này luôn. Rồi tuyệt vời các bạn ơi, đẹp quá là đẹp luôn, đẹp quá các bạn ơi, đầm này quá đẹp luôn. Không cần các bạn cao hơn CC, chỉ cần cái lưng các bạn dài hơn CC thôi. Cái lưng dài hơn CC một chút thôi, 2 phân, 1 phân gì thôi. Đẹp từ màu sắc cho tới cái kiểu, mê nhất là cái cổ nè. Và rẻ tiền nữa. Những loại đầm này là đầm mùa hè, giá tiền nó chỉ có vậy thôi. Đẹp quá, CC bị trũng hai chỗ này nè các bạn ấy. Cho nên là CC mặc đồ cũng có đẹp. Cho nên mới mua cái miếng độn ở đây đó, mà nó không ở đây nó chạy lên tới đâu không biết, nó xấu quá trời luôn. Thiếu cái mông, thiếu cái hông. Đó. Đẹp quá. Mê quá hả? Mê cái đầm này quá các bạn. Xuất sắc luôn. Tuyệt vời luôn đó các bạn. Không còn một điểm nào để chê cái đầm này. Màu gì đó không biết nữa. Đẹp quá chừng là đẹp luôn. Màu quá đẹp, quá sang luôn. Đầm này mang high heel được, tại vì cái cổ với cái tay nó làm cho chúng ta mang high heel được. Mê lên. Và tiếp theo, đầm này là không có một điểm nào chê ha. Chị mặc vừa ý nha các bạn. Vừa thật là vừa, đẹp thật là đẹp. Đầm này thì nó có độ co giãn nhiều. Mặc cái quần độn mông lên. Wow. Chị mặc cái đầm này xuất sắc luôn đó, tuyệt đẹp luôn đó. Hình như là size small. Chị không nhớ, hồi nãy mặc không có nhìn. Cho nên là để CC ghi cái size cho các bạn nha, không biết size gì. Đó, CC mặc vừa y luôn nha, tuyệt đẹp cái đầm này. Xẻ lên tới đây có mấy hộp nút nè. Wow, đẹp. Xuất sắc luôn, đẹp quá là đẹp. Nhiều bạn nói với CC sao không thấy CC mặc áo dài. À, không biết sao CC không mặc áo dài. Mặc từ nhỏ tới lớn rồi, mặc đi nhà thờ mỗi ngày luôn. Đẹp quá các bạn. CC mặc cái đầm này thật đẹp luôn đó các bạn, thật là đẹp luôn. Xuất sắc, phải nói là tuyệt vời. Những dạng đầm này rẻ tiền vì đầm cho mùa hè. Không biết nói gì luôn. Đẹp, đẹp mà phải nói. Và tiếp theo, đây chỉ là một cái áo đầm thun bình thường mà cực kỳ hot, ai cũng thích. Thứ nhất là cái mịn vải mỏng, mát, thun cô tông, che cái bắp tay, cái phần eo, bụng, đùi. Họ nhúng sẵn cho các bạn hết rồi. Họ có thun, họ rút sẵn hết trơn rồi. Cho nên nó tự động nó đổ rồi. Các bạn không cần phải lo lắng điều gì cả. Chỉ là một cái áo đầm thun ôm bình thường.
size medium nè. À, cái áo đầm tím hồi nãy là size small nha các bạn. Trời ơi, CC mê những cái áo đầm mà nó có thun rút hai bên này. Các bạn thấy không? Họ may họ rút sẵn rồi cho nên chúng ta mặc đẹp lắm. Đẹp quá các bạn ơi. Vì nó đen cho nên CC phối cái là những cái sợi dây vàng, cái beo vàng. Cái dây này thì hơi dài đó, chúng ta có thể cắt ngắn một chút tới đây. Các bạn cứ đo vừa đúng cái tay các bạn là các bạn cắt bỏ được rồi, tới ngay đây là được rồi. Ngay cái tay mình. Đẹp, quá là đẹp, đơn giản mà rất đẹp. Tuyệt vời ha. Áo đầm rẻ tiền, cái beo này cũng rẻ không đó. Điểm gì để che cho đẹp. Size medium nha các bạn. Mình phải thun cô tông máy hút mồ hôi đẹp quá thiệt thích hả. Mặc như vậy thôi còn gì nữa không, không có điểm nào che. Và tiếp theo đây rất đẹp đúng không ạ, không còn điểm nào che đầm này đâu các bạn. Size small nè, thật là tuyệt vời luôn. Cái beo này CC hơi bị rộng. Size small. Mặc cái quần độ mông vào là nó sẽ căng ra, nó không bị nhăn. Size small mà mặc thiệt là thoải mái luôn. Cái đầm này các chị em thắt cái beo này vào đi mới đẹp. Thật đẹp luôn. Nếu có cái beo. Còn không có cái beo thường quá à. Mới của năm nay đó, beo da hoặc là beo này họ thắt ở dưới cái eo các bạn, eo đây phải không, họ thắt ở dưới đây nè. CC thấy rất là nhiều luôn, các bạn coi mấy cái show biểu diễn thời trang đó các bạn xem, họ thắt ở dưới đây nè, không có thắt ngay eo nữa, không có xệ tuốt vậy đâu, lên lên chút vậy nè. CC thấy rất là nhiều luôn ha. Dây da cũng thắt như vậy, dây bản thun họ cũng thắt như vậy. Cái đó là CC coi ở trong mấy cái show thời trang á, còn những con mannequin ở ngoài thì CC chưa có nhìn thấy cho nên chưa có hình dung được. Không những CC nhìn mà CC tới sờ nữa đó, là CC thấy rất là nhiều luôn. Những dàn đầm ôm mình vải thun hoặc là bất kỳ mình vải gì mà đầm ôm là họ thắt cái beo ngay đây nè, cái lỗ rúng ngay đây họ thắt dưới ngay cái lỗ rúng luôn đó, như vậy nè. Còn các bạn không quen các bạn thắt lên trên cũng, còn chúng ta không quen chúng ta thắt ở trên phần eo cũng đẹp. Cái đầm này thắt với cái beo này quá đẹp luôn, đeo sợi dây chuyền vàng nữa. Wow, đây là cái bóp bóp đầm đây, hiệu Ordo. Các bạn nhìn cái dây này các bạn mê luôn đó. Rất là sang ha. Đây, cái này là bóp đầm nha các bạn. Hơn 1 gram cc, phần đáy lớn ha. Ngoài này có thể để phone, ở trong này để được nhiều đồ ha. Tay còn đau lắm các bạn chưa có làm. Cho nên là chỉ mở được như vậy cho các bạn thôi. Mặc cái đầm này, thắt cái beo này, đeo cái bóp này quá đẹp luôn. Toàn là màu nổi không cho nên nó đẹp, đã nổi là nổi luôn chứ đừng có ương ương dở dở. Tuyệt vời quá các bạn, xuất sắc ha. Đối với CC bộ đầm này với cái bóp này với cái beo này là trên cả tuyệt vời đó. Đi hát karaoke, đi vào vũ trường, đi ăn tiệc đều đẹp cả. Một chiếc áo đầm rất rẻ tiền nhưng đẹp. Đẹp là nhờ những cái phụ liệu. Đẹp quá các bạn. Cái áo đầm này các bạn xách với cái bóp này là rất đẹp đúng luôn. Còn nếu các bạn xách với những cái bóp có một màu à, ví dụ như màu cam, màu đen, màu trắng, màu gì nó lại không đẹp. Mà nó phải đi như vậy nó mới đẹp. Đúng là đẹp độc lạ đó các bạn.
Thật là tuyệt vời bộ này. Chị em nào có cái mô mỡ cứng, bụng to hơn ngực là không mua những cái kiểu đầm này nha. Tuyệt đối không mua, mặc không được đâu. Những cái dạng đầm như vậy dành cho các chị em da trùng, da nhăn, mặc quần ghen là trên cả tuyệt vời. Đẹp quá các bạn ơi, mê luôn á. Bạn nào nước da trắng á, mặc chắc chết người luôn á. Xuất sắc quá luôn, cứ đứng ẹo hoài vậy. Và tiếp theo đây là một cái đầm thun với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mặc vào người mát lắm, size small, chỉ là như vậy thôi. Thật là tuyệt vời cái đầm này. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 129 đô, 50% off. Size small, si mặc vừa ý. Không còn một điểm nào có thể che luôn. Chiều dài vừa luôn. Lúc này không mở ra được. Họ chỉ đính là thôi. Trời ơi, cái đầm mê ly luôn. Quá tuyệt vời cái đầm này. Mặc vào người thoải mái, tự tin mà bước đi luôn. Đi du lịch là tuyệt vời, mang về ba ta. Tuyệt đẹp. Và đây là cái nón hiệu ông già. Call like a feel. Tuyệt vời các bạn. Cùng màu đen luôn. Như vậy nè. Đẹp quá ha. Xuất sắc. Thích quá các bạn ơi. Tuyệt đẹp luôn. Và đây các tình yêu. Hiện tại bây giờ nha, đang trong mùa người ta mặc như vậy nha các bạn. Vì đang trong mùa này là những cái này. Các bạn nhìn như len nhưng mà nó không phải len, không biết nó là gì nữa, không biết. Bố bố len len gì đó các bạn. Trời ơi, Sisi nói à, đẹp thật là đẹp, ngồi uống cà phê mà thấy mấy người luôn. Trời ơi, họ mặc họ đi đẹp thật đẹp các bạn. Như vậy hở tí tẹo thôi, không hở luôn đó. Mặc vừa chấm ngay cái lưng váy mới đẹp ha. Rồi họ khoác ngoài một cái áo sơ mi. Chúng ta thiếu chiều cao, chúng ta khoác những loại áo ngắn như vậy. Những người nào họ cao thì họ khoác những cái áo dài. Nhưng mà phải ráng tìm cho đúng màu nha các bạn, không đúng màu không đẹp. Đây. Tuyệt vời không? Bộ này CC đang mặc là của CC. Cho nên là CC mặc bộ này là size small. CC còn một bộ nữa là size medium. Cái này hình như CC có mấy bộ lận đó, bạn nào muốn mua thì cứ ghi size cho CC đi rồi để CC coi ha. Nhiều quá bây giờ cũng không nhớ nổi đâu. Nhưng mà đây nè, size small là CC đang mặc đó. Đây. Còn những size khác thì CC ghi ha. Đây. Melly không? Đây là cái bóp Tommy. Bóp gan. Đựng phone và có thể là đựng được bao nhiêu cái phone luôn. Rất là phù hợp với màu đúng không ạ? À? Ăn tiền là ở sợi dây. Đó, alarm kêu rồi đó các bạn. Nè, ôi đẹp quá là đẹp cái bộ này luôn. Xuất sắc luôn đó. Cái váy này lưng thun cho nên rất là dễ mặc. CC nghĩ small, medium các bạn cũng đều mặc được. Đó. Cái áo này CC có hai cái, một cái small, một cái medium. CC để là cái small mặc, bán medium. CC muốn mặc medium cho các bạn xem là nó như vậy nè, nhưng mà nó cũng y vậy thôi. CC thấy nó chẳng có gì khác. Tại vì cái áo sơ mi này nó vai xui. Nó có vai nhưng mà vai nó ở đây. Thành ra là rất là dễ mặc. Các bạn mặc cho nó thành cái áo khoác như vậy nè. Trời ơi, bộ này là đẹp tuyệt vời luôn nha các bạn. Xuất sắc. Những cái bộ này thì các chị em mua cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ các em thì bây giờ các bạn cần phối cho nó đúng màu là được rồi. Không còn điểm nào chê ha. Trời ơi.
Mê ly luôn. Đâu mà có được cái bóp hay ghê luôn nha các bạn. Nè. Quá tuyệt vời luôn. Và đây là cái áo sơ mi này, CC có một cái thôi. Và đây là cái áo sơ mi size medium. Chị em nào muốn mua cái áo này thì mua ha. Tại vì CC ít bao giờ mặc khoác lắm. Áo này thì có một cái thôi. Nhưng mà CC thấy người ta mặc rất là nhiều. CC là mặc đồ khỏi khoác. Như vậy nè. Là CC đi các nơi rồi đó. Bóp này bạn nào mua thì mua nhanh, không mua CC xài. Tại vì nó không còn cái nào màu này hết trơn á. Đẹp quá đúng không ạ? Bộ này xuất sắc nha các bạn. Tuyệt vời, áo này bên trong họ có lót rồi cho nên các bạn đừng có sợ. Hai lớp á. Đẹp quá là đẹp luôn. Tuyệt vời không các bạn? Mê ly luôn. Chị không biết là mình có mấy bộ ha, thì các bạn nào muốn chụp cái hình thì nhớ ghi cái size nữa nha. Xuất sắc luôn. Chỉ có cái áo này là size medium thôi là CC biết, còn những bộ này CC chưa biết size. Đẹp quá là đẹp, mê luôn. Bộ này CC để lại mặc á, size small. Tuyệt vời ha. Và tiếp theo đây, thật là đẹp đúng không ạ? Đây là một bộ đó các bạn, nhưng mà họ bán rời. Xuất sắc ha. Mùa này là họ mặc như vậy. Còn chừng tháng mấy nữa thôi. Nhưng mà tới mùa hè thì vẫn mặc mà. Đầm này là đầm cho mùa này và mùa hè. Chỉ là một cái áo đầm ôm như vậy thôi. Bộ này là size medium. Và thêm một cái áo này. Là một bộ. Nhưng mà họ để rời, họ bán rời, họ không có bán chung. Các bạn muốn mua cái đầm này thì mua, muốn mua luôn cái áo này thì mua. Bộ này CC mặc là vừa y luôn. Thật sang và thật đẹp. Đẹp lắm luôn ha. Các chị em mua cái đầm này, rồi các chị em có thể mua nhiều cái áo thun khác nữa. Rồi các chị em mặc giống y như như vậy nè. Đó, họ design sẵn cho chúng ta rồi. Thành ra chúng ta mặc là đúng y luôn. Các bạn mặc áo dài tay cũng được, ngắn tay cũng được. Vì đây là kiểu mà. Các bạn có thể mua cái áo này hoặc là mua cái đầm này. Bạn muốn mua chung hai cái cũng được ha. Một bộ nhưng họ bán riêng nha, nhớ đó. Cái nào họ bán chung CC cho các bạn biết, còn cái nào bán riêng cho các bạn biết. Đẹp lắm các bạn. Size medium, CC mặc vừa y, đẹp lắm. Và tiếp theo đây, ngày hôm qua hôm kia gì đó CC review bộ này. Bộ này là size extra large. Có mấy chị em thích lắm. Nhưng mà nói size lớn quá không mặc được. Còn có chị thì nói chị to, chị tròn lắm. Chị là size lót với lại extra lót đó. Nhưng mà vì cái màu này chị sợ mập, chị không dám mặc. Đó. Thì đây, ở trong bao còn sót một bộ. Bộ này là size medium. Đây các bạn. Bây giờ CC đang mặc cho các bạn xem là bộ medium. Trời ơi, nó màu trắng kem. CC nói là cực kỳ đẹp luôn. Các chị em có thể lấy cái áo khoác ngoài mặc với lại rất nhiều đồ khác. Còn nếu mặc nguyên một bộ như vậy thì nó rất sang. Trời ơi, cái mông xẹp lép và xấu quá. Nếu mà cái mông dảnh dảnh lên thì nó mới đẹp ha. Đây. Các chị em khoác như vậy. Cái áo khoác này mỏng lắm. Thiệt là thích lắm.
Các chị em có thể mặc nó lại rất là nhiều loại áo khác, quần tây, quần jean, vì nó là dạng áo khoác mà. Thành ra mua như vậy nó rất là lợi, cài một cái nút thôi cũng đẹp nữa nè. Đó, mặc bộ này mang đôi bata trắng thật là đẹp ha. Cái này là màu trắng kem các bạn, size medium, CC mặc vừa lắm. Cái vai này nó hơi tuột nè, nhưng mà không có sao, vì nó là dạng áo khoác. Các chị em nào mà đúng vai medium, vai ngang nữa thì các bạn mặc bộ này là khỏi chê rồi. Đây, tuyệt đẹp ha. Coi như bộ này CC có hai bộ. Cái bộ kia nó là size extra large, nó quá lớn, cho nên CC sẽ xé lẻ ra. Thì chị em nào muốn mua cái áo khoác này nè mà size extra large thì cứ mua ha. Còn cái áo đầm để CC tặng cho Goodwill cũng được, tại vì size lớn quá, mà cái kiểu đầm như vậy nó cũng khó bán. Bây giờ CC sẽ mặc cái áo khoác. Ồ, nó đính vô rồi, mà đêm qua CC mặc rồi mà. Áo khoác thì rất là dễ mặc ha. Rộng. Nhưng mà chị em nào mua mở cứng đừng mua nha. Những dạng đầm này chỉ dành cho các chị em da trùng, da nhăn thôi. Các bạn size medium mặc sẽ đẹp lắm. Đó ha. Khoác cái áo vào. Cái size mặc nó hơi rộng. Và tiếp theo đây. Thật đẹp đúng không ạ? Cái váy này là size medium cho nên là nó rất là rộng. Rộng lắm ha. Vừa rộng vừa dài. Nhưng mà các bạn size medium thì các bạn sẽ mặc vừa. Tại vì CC thấy nó có cùng màu xám cho nên CC phối hai cái áo này là thương hiệu Tommy Hilfiger. Cái CC đang mặc là small petite. Cái này là size medium. Chị em nào mua cái váy này, mua cái áo này thì nó mới đúng cùng một size medium ha. Hai thương hiệu khác nhau. Đẹp lắm đó. Mặc như vậy nè, nhìn hay lắm. Mang giày bata nha các bạn. Nhìn các bạn cao và đẹp lắm. Với những cái áo ấm như vậy thì chúng ta đi đâu cũng phải cần mang theo. Quá đẹp đúng không? Phải mua nhiều, thật là nhiều như CC như vậy đó thì các bạn mới có thể phối phối cho đã luôn, còn mua ít sao mà phối nổi không nổi đó. Xuất sắc luôn hai cái áo này, mặc cho mùa này, mặc quanh năm luôn. Đây là dạng drop top lẫn có cái nắng, tuyệt vời hả. Tommy Hilfiger xuất sắc ha. Small petite. Áo này là size medium, một chữ M thôi. Và đây là cái váy, tại vì nó cùng màu xám đẹp quá cho nên CC phối. Váy này cũng là size medium. Trên cả tuyệt vời bộ này. Và tiếp theo đây. Quá đẹp đúng không ạ? Đầm này thì các chị em cần phải mang giày bút ha. Xuất sắc luôn. Size small. Các bạn nhìn xếp ly ha. Phần này cắt ngang eo. Đầm này size small mà CC mặc rộng lắm.
các bạn cao hơn CC, các bạn vai ngang, các bạn mặt nó lên như vậy mới đúng. Cái lưng các bạn phải hơn CC khoảng 2 phân, 2 tới 3 phân luôn, bạn mặt mới đẹp. Cái phần eo nó phải đúng ngay eo nó mới đẹp ha. Còn này CC mặt cũng tụt tuốt xuống dưới lận. Nè, cái vai nó cũng dư tuốt ra đây. Thứ nhất, vai ngang, thứ hai, size small. Lưng các bạn dài hơn CC một chút là perfect. Đầm này, đeo cái bóp này, không còn một điểm nào chê. Phối hợp với lại những sợi dây chuyền này, thật là tuyệt vời. Đẹp, phải nói là đẹp. Đẹp mà đẹp sang chứ không phải đẹp bình thường. Đẹp quá các bạn. Thích ha. Đeo cái kính đen đen. Mang đôi giày boot đen. Trời ơi, cái đầm mà đẹp, thật là đẹp. Cái đẹp của nó đó là nó không có quá rộng mà nó không có quá ôm. Nó rất là vừa, mặc dầu là nó xếp ly. Thật là đẹp luôn. Các bạn cao hơn CC một chút thôi nha các bạn, là các bạn mặc đẹp lắm cái đầm này. Đẹp mà đẹp sang đó, chứ không phải là đẹp bình thường. Thật là tuyệt vời cái đầm này. Đầm này các bạn ở Việt Nam mặc được hết á. Thích quá. Và tiếp theo đây, những dạng đầm này thì chỉ có mang những cái đôi giày như vậy thôi. Đầm này là mình vải thun cô tông hút mồ hôi, size medium, mát mẻ vô cùng, hiệu Michael Kors. Bên này rút rồi, các bạn tự rút luôn, có cái dây, thật là đẹp, đơn giản. Đầm này CC cũng review mấy lần rồi nhưng mà không có bạn nào mua. Trước khi CC mặc thì bạn nào muốn mua mua. Size medium nhưng mà CC mặc ăn gian thì cũng được. Miễn sao mà mình mặc cảm thấy thoải mái đẹp là được rồi. Với lại cái đầm này nó đi với lại cái đôi giày, cái nón của CC nữa, cái vòng nữa. Đó. Cho nên nó hơi rộng với CC một chút mà, rộng một chút thôi. Nhưng mà thôi kệ đi, nếu muốn thì cũng mặc được, tại vì CC gần đủ bộ này rồi, màu nâu đó. Thì CC review bạn nào muốn mua CC mặc thôi, hơi rộng chút. Thoải mái lắm các bạn, mình phải thun cô tông mát mẻ thoải mái vô cùng. CC thiệt thích đầm này, nhìn nó rất là bình thường, đơn giản, dễ mặc lắm. Thương đây. Và đây cũng là một chiếc đầm đen. Đầm này size small, rộng lắm, vai nó tuột ra tuốt ở ngoài này. Cần các bạn nào vai ngang, to to người một chút, nhưng mà bụng to thì đừng mua đầm này, vì đây là dạng ôm, mặc dầu là nó giãn lắm luôn ha, nhưng mà bụng to là không mặc được những loại đầm như vậy ha. Dành cho các bạn nào to con một chút, size small medium mặc được, với điều kiện là bụng đừng có nó to hơn cái ngực là không được ha. Còn các bạn mặc quần ren được là được. Mình vải thun mỏng mát lắm, thiệt là thích luôn. Nè, cái tay nè, đó nó có chút xíu như vậy nè, rất là đẹp ha. Thắt cái beo cũng đẹp lắm đó các bạn. Thắt cái beo nha. Thắt cái beo vô là nó nhìn cái đầm nó khác rồi. Cho nên là CC hay khuyên các chị em là cứ mua một vài cái beo bỏ trong xe đó. Đó nè, thắt cái beo vào ra một kiểu đầm khác rất là đẹp luôn. Đẹp không ạ? Bling bling bling
Thưa ha, mấy cái hộp này là hộp đá nha, chứ không phải là hộp nhựa đâu. Đẹp. Đó, thắt cái beo vào các bạn, thắt cái beo vào. Đeo sợi dây chuyền dài dài như vậy nè, đẹp lắm. Đầm này CC mặc rộng lắm nha các bạn. Cho nên là các chị em mua đầm này phải để ý nha. Bạn phải là size small, rồi cộng thêm cái bạn vai ngang nữa thì bạn mặc đẹp lắm. Phần này thì yên tâm không cần lo, tại vì nó có độ giãn nhiều lắm. Chỉ có các bạn bụng to, mô mỡ cứng là không mặc được thôi. Còn da trùng, da nhăn, mặc được quần gen là mặc được hết. Trời ơi, cái mình phải thun mát ghê luôn đó. Không phải thun lạnh mà mát lạnh luôn. Thiệt thích đó các bạn. Thích cái tay quá à, cái tay đẹp quá à. Nè, đó nó rủ rủ, nó đổ đổ xuống này ha. Trời ơi, rất lịch sự. Đầm này mặc đi nhà thờ đẹp á. Rất đẹp ha. Rẻ tiền lắm. Thời trang của Mỹ mà. Xuất sắc. Và tiếp theo đây đẹp không ạ? Rộng rãi thoải mái, một chiếc đầm thun. Đầm này size medium. CC mặc cái vai nó bị tuột tuốt ra đây lận. Nó phải lên như vậy nó mới đẹp. Thì các bạn size medium là các bạn to cao hơn CC là chắc chắn rồi đó, thì các bạn mặc cái đầm này sẽ đẹp lắm. Đây là dạng rộng. Mình vải thun mềm thiệt là thích luôn, đẹp quá các bạn ơi. Đó, đeo với cái bóp này là không còn một điểm nào có thể chê luôn, quá là đẹp luôn, không biết nói gì luôn á các bạn. Đẹp quá, mang những đôi giày như vậy xuất sắc luôn, khó tìm được cùng màu để phối. Mặc vào người nó thoải mái, thật là thoải mái luôn. Nách cũng rộng nữa đây. Thành ra đầm này để cho các chị em size medium luôn. Hoặc là các bạn small mà các bạn to to một chút thì được. Phải nói là đẹp. Đẹp từ cái màu cho tới kiểu đầm. Đẹp quá, rẻ tiền. Nhiều quá rồi. Thôi đầm này đầm cuối đi. CC làm việc từ 7 giờ tối cho tới sáng. Đó, alarm kêu in nổi rồi đó. Kêu hai lần rồi đó. Trời cũng gần sáng rồi kìa. Đó, rồi bây giờ CC phải edit video cho nên có thể tới 8, 9, 10 giờ CC mới ngủ ha. Cho nên các chị em cần cái gì cứ việc nhắn tin, tối CC ngủ dậy CC sẽ coi. Và phone của CC thì trở lại bình thường hết rồi ha. Rồi không biết nói gì nữa. Thôi nhớ gì nói cái đó nha. CC xin cả nhà tặng cho CC một nút like đi và những lời bình luận nha. Rồi, số phone của CC là 706 987 9063. Số phone của anh xa bên Việt Nam 098 257 1934. CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.